Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức mới. Quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Giãn cách xã hội tại Đà Nẵng bị phạt vì chở hàng không thiết yếu, nhân viên đổ tại ông chủ. Ông chủ cơ sở kinh doanh nội thất và vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng gọi 5 nhân viên đi làm đã bị đổ lỗi và bắt phải nộp phạt thay khi công an xử lý vì hàng hóa không thiết yếu. Ngày 4 tháng 8, Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho hay đã xử phạt chủ cơ sở và 5 nhân viên về việc ra đường trong trường hợp không cần thiết và không chấp hành dừng hoạt động kinh doanh hàng hóa không thiết yếu. Trước đó, chiều ngày 3 tháng 8, Công an phường Hòa Minh cùng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Liên Chiểu tuần tra đường Bầu Năng 11, phường Hòa Minh bắt quả tang 3 xe tải biển số 43C22961, 43C17120 và 43C00254 đang bốc dỡ hàng hóa gồm sơn nước, gạch men, bột chắt tường. Số hàng này là của anh LTT, 35 tuổi, ngụ tổ 9, phường Hòa Minh, chủ cơ sở kinh doanh nội thất vật liệu xây dựng. Theo khai nhận, chiều cùng ngày, anh T gọi 5 nhân viên đến để bốc hàng từ xe tải. Công an phường xác định cả 6 người đã vi phạm ra đường không cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội, quy định tại điểm A khoản 1 điều 12, Nghị định 117 năm 2020 của Chính phủ. Anh LTT còn bị Công an phường Hòa Minh lập biên bản xử phạt hành vi không chấp hành tạm dừng kinh doanh hàng hóa không thiết yếu, quy định tại điểm C khoản 3 điều 12, Nghị định 117. Tuy nhiên, tổng mức phạt 6 người là 27 triệu đồng. Các nhân viên đã đổ lỗi cho chủ cơ sở LTT vì họ chỉ làm theo yêu cầu của ông chủ. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.